tinh thần Điện Biên Phủ thì phải nói là quyết tâm rất cao, quyết thắng. Đấy. Cho nên là khó khăn mấy đấy, từ lúc mà chuẩn bị thì đã háo hức lắm rồi. Nhưng mà các đồng chí hình như là chuẩn bị đưa pháo vào thì háo hức, nhưng mà kéo pháo ra không phải dễ đấy chứ. Đúng là cái ý chí chiến thắng của mình nó vượt lên cái tinh thần ngoan cường của quân Pháp. Năm nay đã 97 tuổi, song những câu chuyện của Trung tướng Đặng Quân Thụy về chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa vẫn rất liền mạch, dẫu không còn tròn vành rõ chữ. Dường như từng chi tiết, từng trận đánh của một thời tuổi trẻ, ông cùng đồng đội chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng, vẫn cuộn trào, tuôn chảy. Là người tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát mặt trận ở Điện Biên Phủ, cho đến giờ, trong rất nhiều câu chuyện về chiến dịch đó, kỷ niệm sâu sắc nhất với ông là quyết định thay đổi thời gian tấn công, thay đổi phương châm tác chiến, từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mà hôm đó là đúng là hôm tôi tham gia trực ban tác chiến, theo dõi, thì tôi thấy từ trưa nó đã có xuất hiện những cái cờ trắng. Thế tôi báo cáo với Đại tướng, lúc bây giờ là trực ban được báo cáo thẳng những tình huống phức tạp mà khẩn trương mà. Như thế thì là nó dối rồi đấy, có thể là hàng, có bộ phận hàng, bây giờ ra lệnh tổng tấn công ngay. Dù đều ở tuổi xưa nay hiếm, nhân dịp chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sự hiện diện của ông Thụy hay những người lính chiến đấu tại chiến trường Điện Biên năm xưa là niềm tự hào, bởi chính họ đã cùng rất nhiều đồng đội và nhân dân thời điểm đó viết nên những câu chuyện lịch sử sống mãi, để thế hệ hôm nay ghi nhớ về ý chí của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát khao độc lập. Giai đoạn 2 đánh tối ngày 30 tháng 3 và 31 tháng 3, ngày 31 tháng 3, thì có thể nói là cái số thương binh về đơn vị của chúng tôi rất lớn, 1.000 thương binh. Cũng là lần đầu tiên quân đi mổ ở dưới hầm, điều kiện thì rất khó khăn. Ánh sáng mổ thì hoàn toàn là không phải là đèn điện đâu, mà ánh sáng mổ là cái radio của cái xe đạp, tức là dùng ánh sáng xe đạp mà như thế, tức là để lấy cái ánh sáng để mà mổ. Tỉnh Điện Biên có cái trách nhiệm, có cái vinh dự là phải phối hợp cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, với Bộ Quốc phòng, các cái đơn vị của cấp tỉnh như Hội Cựu chiến binh, như Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Y tế để chăm sóc các cụ mạnh khỏe, tiếp tục dự các sự kiện này, thậm chí phải dự sự kiện kỷ niệm 80 năm, 90 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi qua 70 năm, nhưng tinh thần chiến sĩ Điện Biên vẫn còn đó, vẹn nguyên trong trái tim những người chiến sĩ.